Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review. Mình là Hưng Xe Cỏ. Thì trước mắt anh em đây là một con xe BMW R90. Đây là phiên bản đời 2018. Em xe này mới vừa về nha mọi người. Đời 2018 và biển số thành phố Hồ Chí Minh. Em này cũng cực kỳ keng. Chủ đi giữ cũng rất là kỹ. Và em nói là phiên bản bình xăng nhôm, bình xăng màu bạc có đường hàng ở giữa nha mọi người. Đó, và phiên bản này thì anh em cũng rất là thích, rất là chuộng với cái màu bình xăng nhôm này ha. Cái mối hàng ở giữa rất là đẹp. Đấy. Và nó được đánh xước. Đó, đánh theo kiểu nhôm xước. Và con R90 này thì nó được sản xuất tại Berlin nè. Đó, ở Đức nha mọi người. Và xe thì cũng đã vô một ít đồ chơi đó, như là cái ba ga của thùng sau cũng như là chống đổ, rồi ốp đầu đèn theo kiểu carbon đó. Và nhìn con xe nó ra cái chất classic đó. Và mẫu BMW R90 này thì nó cũng rất là classic luôn, bởi vì chiếc xe nó thì nó có được trang bị bánh căm. Đó, heo Rambo ha. Heo Rambo và phanh ABS trước sau. Đó, và đặc trưng của cái con xe này thì nó là cái khối động cơ boxer. Đó, hai xi lanh chĩa sang hai bên. Đó, và nó có được trang bị thêm cái bảo vệ két dầu. Đó, và cái khối động cơ của con BMW này thì nó cũng áp dụng trên những cái dòng xe khác. Đó, khối động cơ đặc trưng của nhà BMW. Như cái dòng GS cũng sử dụng cái khối động cơ boxer như thế này. Đó, GS đời mới thì bây giờ nó có sử dụng khối động cơ 1250. Đó, còn cái khối động cơ trên em nó thì nó sử dụng 1200 thôi. Đó, cũng như là em bên này là con xe đời 2016. Đó. Còn xe đời 2016 thì chỉ có 300 mấy chục triệu thôi. Còn em 2018 thì là 400 mấy chục triệu nha mọi người. Đó, và cả hai con xe thì nó cũng không có gì khác biệt. Đó, nó cũng cái form dáng như thế. Xe cũng sử dụng trục cát đăng. Em này thì cũng có bảo vệ két dầu cũng như là chống đổ. Xe thì vẫn sử dụng bánh căm và heo Rambo luôn. Đấy, đời 2016 và 2018 thì nó cũng không có khác biệt gì. Nó chỉ khác cái năm sản xuất thôi. Và trên xe thì cũng đều trang bị cái trợ lực. Đó. Trợ lực thì nó gắn ở phía dưới này ha. Nó giấu đi. Còn những cái con xe độ thì cái trợ lực nó nằm ở phía trên. Đó, và em nói thì cái yên nó cũng là yên dạng liền. Kiểu giống như là yên phẳng anh em. Yên phẳng, không có nhô cao, cho nên ngồi nó rất là thoải mái. Đó, và xe thì sử dụng trục cát đăng ha. Cho mọi người xem thì xe sử dụng trục cát đăng này thì nó cũng rất là ít phải bảo dưỡng giống như là sên. Đó, và đi nó cũng rất là êm. Cây phột ở trong. Cây phột này nó có thể điều chỉnh được cái độ nặng nhẹ của phột luôn. Ở phục có thể tăng chỉnh độ cứng mềm. Và em xe thì trang bị cái đồng hồ của nó là cái kiểu đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ cơ và kỹ thuật số nha. Ở giữa này là nó có thể hiện kỹ thuật số giống như là báo xăng, rồi báo cấp số, rồi báo những cái chi tiết linh tinh. Đó. Thì hai bên là hai cái đồng hồ tròn đối xứng. Đó, nhìn cũng rất là cân đối. Em này cũng sử dụng chìa khóa dạng chìa khóa từ, cho nên cũng yên tâm sử dụng. Bình xăng này cũng là bình xăng nhôm. Đó, và hai con xe này thì nó cũng được trang bị là bô AK nè. Hai cái bô AK, hai ống xả. Và bô này thì cũng bô zin theo xe. Anh em nào mà muốn tiếng lớn hơn nữa thì móc bô ha.
Còn cái tiếng này thôi thì nó nghe cũng trầm đục, nghe cũng khá là hay. Đó, yên thì cũng giống nhau. Yên thì kiểu dạng yên phẳng nè, ngồi rất là thoải mái. Hiện tại thì em này cũng đi được 10.000 cây. 10.000 cây, con đời 28. Và đây ốc phục nè, ốc cổ nè cũng còn rất là zin ha, cũng chưa có tháo mở gì hết. Xe không có đâm đụng té ngã. Đấy, và ở ốc phục thì phục này nó có thể điều chỉnh được nè, nó có các cái số có thể điều chỉnh được từ 1 cho tới 10 ha. Nó cũng giống như là phục sau nó cũng điều chỉnh được.